ta sát quỷ dành nhà thương ta.
đất hành sự đánh đâu dẹp bắc cho hoàn nước nhà. Vì
nguyện thứ hai, nguyện thứ hai cho đắp việc chăm đường, tiền vào lưu loát bạc vàng đường để đa. Nguyện thứ ba cho cách hầu đặt lên phủ đệ tử phú quý sang giàu, cho đệ tử con được sống thật lâu, đội ơn quan lớn cho phúc lâu giàu đề. Tôi muốn nguyện một lòng mà chỉ kính, tu thiết lễ nghi chẳng xin với ai, chỉ xin quả mơn giáng tài cho con được chữ lộc tài không danh. Nguyện trung thành nhà tứ phụ trước hội đồng, trước hội đồng văn vũ bá quan cấm cao sống đẳng đẳng tôn nhà, nguyện làm tôi thanh không than giàu nghèo. Sai cho con cháu tinh thông đời đời. Bầy con nguyện linh tượng tập phục tích thiện duyên nơi coi tục lầm than, xin nâng nhờ phúc thiên nhàn cho con được chức bình an tháng ngày. Tam con nguyện theo thầy tăng thế, cúi xin ông quý hộ độ mê, xin ông mang nước thoải về tắm cho đồng tử mọi mẹ vinh hoa. Xin con nguyện chăm cốc đường hồ kiều, bài ông về khai chiếu căn duyên cho bà cô mạnh hậu tiên hiền, ai ai cũng được thoát lên chân đài. Mười con huyền hiện tài cũng sau tháng đi rồi còn mà thiết gì đâu, đồng tử con gấp đi cầu gì đâu, phát chiều xây bóng theo hầu đức đại phương. Đêm ngày ngày coi giữ việc thủy cùng, đôi lệnh kỷ trùng cứu trợ nhân gian. Nếu ai mà cầu nhân được đắc nhân, cầu phúc đắc phúc bản thân cho họ trường. Trên bát ngát đôi lòng châu hổ phục nghỉ, lốt tam đầu kiểu khúc châu lê. Lần dần phúc múa hai bên, hoàn tuần chẳng dám cử lên sập câu đầu. Sắc ba phong quan đất, kim chi tham giới
quy chủ tịch nhà tôn quan cần đi và phép đi qua họ ra tay thế độ trần gian con đường nhờ đồng ai họ đặt mình sao đồng quý hương uy trời ngài thế độ sinh nhân mây đùng đùng nổi trận phong vân ngự đồng quan du cứu dân quan trừ tà khắp gần xa ân quan gần vạn bộ mối ai có lòng thì được hưởng phúc hà xa nếu ai mà vận hạn vẫn chưa qua kiều quan đệ ngũ về nhà cho tan bay con dốc lòng ơn quan vạn bội hoặc ai mà nhận lỗi truyền tha hay là chờ giang hà không ngờ chỉ núi đà tan công qua quan đáng tỏ xoay đời càng đó chân linh giang vạn cổ tối anh linh đã bao phen ngày đất lũy xây thành rất rất dây hòa phúc tấn người tội thì công mọi thì đã dạy thật để cư sao lòng thánh